J7 PHEV rất là đẹp. Xe thiết kế nhìn từ xa này sẽ thấy một thiết kế là quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Tay nắm cửa ẩn, nhất là các bạn phía sau xe nè. Anh em nào coi xe nhiều là sẽ biết. Và con này thông số cực kỳ ấn tượng, chạy xăng và chạy điện. Chạy xăng điện luôn. Rồi hơn 2.000 cây. Hơn 2.000 cây rồi đi khắp Việt Nam luôn, một bình xăng. Chạy xăng điện. Rất là đẹp, chạy ra đầm. Con này sẽ đấu với CX-5. Sẽ đấu với CX-5, đấu với Tucson. Camera 360. Thiết kế cực kỳ đẹp. Đèn thì 2 pin nè. Lưới tản nhiệt cũng rất là lạ. Và nội thất. Nội thất con này gọi là không có chỗ chê luôn. Radar, ADAS đầy đủ. Mâm xe. Mâm thì nó là xe thuần xăng thôi. Xăng điện thì cái thiết kế mâm nó cũng sẽ lạ. Nhưng mà lớp thì vẫn là lớp bình thường thôi. Lớp cơm hô. Nhưng mà con này có một cái điểm cực kỳ lạ mà trước giờ anh em chưa từng thấy đâu. Là cái nút lên xuống kiến nhìn rất là gọn gàng. Nó chỉ là 2 cái thanh thôi. Lên xuống. Đó, kính là kính một chạm nha. Nhưng bù lại thì thiết kế hết con này cực kỳ đơn giản. Và rất là nhiều chỗ để đồ. Ghế chỉnh điện thì câu chuyện rất là quen thuộc rồi. Tay vô lăng Decus. Và ấn tượng nhất là cái màn hình. Màn hình 14.8 inch. Sử dụng chip Snapdragon Qualcomm. Một cái màn hình kỹ thuật số ở đây. Head-up Display. Thiết kế cực kỳ đơn giản. Màn hình này có quay được như BID không ạ? Hình này thì chỉ hình dọc thôi. Hình này xài Apple, xài Android Box. Phía xa cũng rất là rộng rãi. Quay cận nào các cái gì là... Xe thì chỉ có 5 chỗ. Để đồ. Độ hoàn thiện là cao này. Ghế ngồi rộng rãi, có làm mát ghế sau luôn. Cổng sạc thì USB Type-C, anh thích gì xài đấy. Loa Sony. Nhưng mà hơi tiếc là cái màn loa thì lại xài là nhựa chứ không phải là nếu mà nó là kim loại nó sẽ đẹp hơn. Cái góc này thì mọi người nhìn thấy giống xe gì? Land Rover Auto Bio C7 Bio G7 PHEV. Con này bio sinh học không phải biography. Anh chị nào lo về giá xăng thì đi con này, một bình xăng thôi là đi 2001 cây. 2001. Không lo về giá xăng luôn. Đi rất là đẹp. J7 PHEV. Con này bán ở Việt Nam thì những cái mối liên lạc này rất là đẹp. Gọi là tiểu Land Rover. Rất là đẹp. Và cái độ mối, mấy cái mối hàng mà cái mối có liền này nè. Thực chất là nói đúng hơn thì ở mắt CX-5 mình đang đi không có cửa so với con này. Cái rất là đẹp. CX-5 nó hậu khúc vậy nè. Cảm biến trước, option đi. Option thì không phải kể, option thì quá miên man rồi. Và tránh gió có đèn luôn. Tránh gió có đèn luôn. Nóc, cửa nóc. Có thể là đây là cổng xăng điện. Khi mà khởi động chạy bằng điện thì rất là nhẹ nhàng và động cơ nó cũng không có kêu lớn nữa.